Lấy. Ủa sao bình nước không có nước rồi Lý? Tao kêu mày đi mua nước sáng giờ sao mua? Sao tao đi mua, tao đã gọi điện cho người ta chuyển lên chứ sao tao đi mua chi? Trời ơi, từ sáng tới giờ nó còn hỏi kêu đi mua chi nữa. Giờ hồi nào mày gọi cho tao, nói tao hồi 10 phút trước. 10 phút cũng lâu rồi chứ. Từ từ đi. Đó, người ta tới rồi kìa, mày cần liền không? Tao đai cho mày uống nè. Tao tay cho mỏ mày giờ đi lẹ. Từ từ uống nước mà hối gì vậy? Thôi đi nước uống luôn chứ uống dài. À, tôi cho nước anh. Rồi cảm ơn, lâu quá vậy. Nãy giờ giao nhiều tuần lắm. Của em hết bao nhiêu? Của anh hết Quên. Lâu quá không gặp. Cũng ở đây hả? Ở đây em nói nghe nè. Cô này có camera chung cư mới cho nên sao nó gặp đúng á. Cậu nó gặp anh vui quá vậy? Trời. Sao kêu bạc tới đây rồi? Trời ơi, tôi làm đây nè. Làm ở đây rồi hả? Ừ, tôi... Sao vậy? Kể ra khổ lắm anh. Cái gì? Gia đình tôi vừa mổ tôi. Trời ơi. Vì tôi phải đi lang thang mấy tháng nay vậy đó. Chú bộ vệ dưới thấy tôi độ nghiệp nên là giới thiệu tôi vô đây giao nước cho mấy căn hộ đồng chồng chung cư này nè. Tôi cũng thuê trọ tôi ở mà vô cái tháng dịch tới tôi không có tiền tôi đóng, người ta đuổi tôi, cũng may chú nó thương á, cho tôi ở chung với chú đó luôn. Nghe mà nó đau lòng vậy ta. Rồi bây giờ là anh đang ở chung với chú bảo vệ mà cũng có đủ chỗ ngủ đâu, tối ngày nào tôi ổng cũng phải nhường cho tôi mà chú nó già rồi cũng tội nghiệp chú. Tôi cũng không có tiền bạc để tôi thuê chỗ tôi ở. Thôi được rồi, vậy đi. Anh cứ đem nước vô đi. Vô trong đó anh em mình ngồi nói chuyện sau ha. Tôi thấy cái hoàn cảnh của anh tôi thương quá, tôi không có kìm lòng được. Nhưng mà đứng đây nói chuyện thì cũng không được. Học đi, đưa vô đi. Vô, vô. Rồi, vô đây ha. Đây là đẹp dữ anh ha. Thì đó, nhà này của anh mà dạ. À, phải của anh nhưng mà có cái quyền của anh dạ. Cái quyền chủ nhà. Dạ, chào anh. Cái gì vậy? Ai vậy? Thấy quen không? Dạ thôi em xin phép hai anh em đi nha. Ủa gì giờ mới ngồi chơi mà đi liền vợ, ngồi đây chơi chung với vui. Em không biết chơi ba, em chơi xe lửa dở lắm. Không chơi xe lửa dở thì mình chơi cái trò khác. Thì thôi, ba người mà ghê quá. Ê ê ê ê ê, nghĩ gì vậy? Nghĩ gì vậy? Giống nè. Giống gì? Áo cặp á. Khùng hả ba, cái này là bữa đi mua một tặng một chứ áo cặp đâu, cặp. Tại sao hai anh rồi ôm nhau em tưởng là vậy. Gia đình này tình cảm lắm. Tình cảm. Dạ. Thấy quen không? Quen quen mới hỏi của ai vậy? Chú này nè, chú này nè. Ủa, anh trai dân phòng. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Hồi được anh hốt tụi em đúng không? Đúng rồi, anh này nhớ dai ghê. Nhớ chứ, em nhớ mặt anh hả? Dạ. Ủa nhưng mà anh ơi, em ở bên kia em đã đi qua đây rồi, anh còn qua đây nữa, anh chuyển công tác hả anh? Là, ủa sao vậy anh? Khổ lắm anh, em bị gia đình ruồng bỏ. Ủa trời. Rồi bây giờ là tính sao? Em đâu có quyền được tính đâu anh. Rồi thấy công việc này sao, nó có cực nhọc gì không? Cũng cực gì mấy anh. Thì ở đây em cũng giao nước rồi giao bia. Mà cái cực nhất là giao đá cho người ta đó. Giao đá luôn hả? Dạ thì em giao đá cho người ta mà bữa nào có nhà nào vui vui kêu em vô đập đá giùm nữa. Ủa trời. Mày đập đá cho nhà người ta luôn. Đập chiêu nổi. Đập đá cho người ta uống bia. Giao đá cho người ta uống chứ anh nghĩ gì? Anh không không bia. Cái mặt anh không nghĩ đâu uống bia đâu. Uống nước ngọt. Mà cái tướng em vậy mà đi đập đá cho người ta uống bia. Chà, nó có cực quá không? Lạnh lắm anh. Mà đập đá cho người ta tay nó run rồi răng biến. Ông bà bình thường là mình khách vô mình kêu đập đá giùm đúng không? Dạ. Ủa mình đập đá bào hay đá nhuyễn anh? Ủa anh có thấy ai uống bia mà uống đá bào không? Đồ uống siro chú uống bia gì? Dạ ok. Mà cái đập đá nó có khổ cái đập đá gì nè. Bữa đập mấy anh kia đó uống bia thì đập cũng cục cục gì đó đập ra. Mà bữa tự nhiên cái em vô phòng kia cái mấy chị lo em vô phòng. Trời thương bắt em lo bao đá vô. 13 tụm lại em đập 10 đi trà sữa muốn chết chứ. Mà thôi dẹp cái chuyện đập đá qua bên đi. Dạ, dạ. Tạm thời vậy. Đừng có đi giao nước giao đá cho người ta nữa. Tạm thời ở đây đi. Gì? Mày điên hả? Nhà mình chật chết nghĩ sao cho ở đây. Mà nhìn chỗ nào mà kêu nhà mình chật.
nhà này tao mày đủ rồi đấy không, hai cái ghế này tao mày đủ rồi, thêm nó thì chật rồi. Mày ích kỷ quá, nhà ba phòng ngủ có hai đứa, thằng Hiếu chưa qua thì bây giờ để cho nó về nhà trọ của mình đi, nhà trọ cũ đó. Nhà trọ của ông Thất đất đi Mỹ rồi, bà gì nó cho nó ở hả? Nhà của tụi anh mà đưa em vô cũng kỳ thôi, để em ở dưới chú bảo vệ là được rồi. Thôi nói nghe nè, anh em mình không có thân thiết gì hết, nhưng mà đã gặp nhau là coi như có duyên rồi. Anh em xã hội mà, thôi cứ ở lại đây đi. Rồi có gì kiếm được công việc đàng hoàng ổn định thì mình làm. Ủa mày chơi với anh em xã hội nào vậy? Thì mình quen nó ngoài xã hội. Rồi gọi là anh em xã hội lắm vậy. Vậy tao mày gọi là anh em gì? Anh em xã hội của xã hội. Tao tái cho cái mỏ mày giờ mày chẳng cho thì ở luôn ấy à. Ừ. Bây giờ giúp được ai thì giúp đi. Ở nhà rộng lắm chi, rồi thiếu cái cảm giác sinh hoạt gia đình, thấy không? Nhưng mà ở trong nhà này không có đập đá nha. Dạ không. Không có nhu cầu đó. Dạ không. Ở nhà này không có uống bia. Ừ, uống trà sữa cũng được, em đập trà sữa hay lắm. Không cần. Thôi bây giờ ngồi dài chờ anh trước. Chờ anh trước. Đâu ạ? Đâu vậy? Ủa trời ơi. Ủa gì em, nhà này em làm giặt lưỡi nè. Ủa cái gì? Đây, đồ của anh. Coi như là đồ của em đi. Cứ lấy mà mặc, cứ tự nhiên. Anh nói thiệt hả? Thiệt. Cái này thiệt hơn nè. Cái đống đồ này á là của một mình anh thôi. Không có ai hùng gì hết trơn nha. Anh cho em. Một mình anh cho em thôi đó. Không có thằng nào hùng cái gì hết trơn á. Rồi bây giờ có khó khăn gì ngoài kia không? Có thiếu chú bảo vệ hay gì này nọ tiền gì không? Ừ, anh nhắc mới nhớ bữa vô đây em đâu có gì ăn uống đâu. Rồi được rồi, là đang thiếu đúng không? Để đó. Mấy trăm ngàn á. Để đó, anh cho đồ rồi anh còn cho thêm tiền nữa nè. Để anh, cái này là anh cho em. Cái này là riêng anh cho em hẳn 1 triệu. Tiền bạc mình mới giải quyết tất cả vấn đề. Cầm lấy nha em. Tiền của một mình anh. Của một mình anh cho em, không ai hùng với anh cả. Hẳn là 1 triệu bạc. Cầm lấy, đó, giữ trong người đi em. Không có ai hùng với anh cả. Sao này mày sợp chưa? Trời đất ơi, sao anh? Sao anh tốt cho em nhờ? Em nhớ lần trước em bắt tụi anh... Chuyện cũ bỏ qua, không sao cả. Bây giờ, ở đây, tụi tôi lo cho anh. Thằng này cho anh cái gì, tôi cho anh hơn cái đó. Em cảm ơn anh. Nhà này không có gì, nhà này sống bằng tình cảm không à. Rồi bây giờ dài, đi tắm đi. Rồi ra mình ăn cơm. Hâu giấc hả? Không, rồi. Em ngủ rồi. Em chịu cổng nổi mà sao anh chịu nổi? Vì nó. Mưa là con gái hà, mưa là con gái hà. Cười gì? Mà nghe nó hát vui tai. Tao đang hát khó chịu nè. Chưa thấy khó chịu đó. Dù gì? Trời ơi, tự nhiên nhà bình thường hai thằng vợ con hàng vừa hát vừa tắm nữa. Sao mày cứ nặng nề cái vấn đề đó quá. Mà sao tự nhiên con người gì đâu mà mới buồn đây giờ vô trong đó vui vẻ. Mày cũng vô duyên quá, tự nhiên người ta đang không có chốn dung thân, giống như là không còn đường để lùi rồi. Mày cho người ta một cái phao cứu sinh rồi người ta vui không? Không lẽ người ta chụp cái phao người ta vừa khóc vừa bơi vô bờ hả? Nói chung á, tao thấy vậy cũng tốt. Nhưng mà mày biết sao không? Tại nhà này cũng nhà của ông Hiếu. Mình làm vậy có kỳ quá không? Trị vậy thì mình nói nó một tiếng thôi. Nhà này nhà của nó nhưng mà mình có quyền chủ nhà mà. Úi, thì mình ở đây rồi. Hay vậy trời. Okay. Tin nhắn. Tin nhắn nghe nè. Hai ơi, có đèn tắm xấu nghe. Cái gì vậy? Câu thì coi hai thằng, câu thì đá con. Cái gì vậy? Có cái vụ đó thôi mà nó nói gia đình ruồng bỏ nó đó hả? Nó bỏ nhà đi. Nó cảm thấy mọi thứ thật là bế tắc. Chỉ vì cái ga hồng Hello Kitty thôi. 1 triệu của tao. 1 triệu của tao. Cái đồng tiền của tao. Một triệu, trả thôi.